Chào cả nhà đã đến với kênh Sheila Pet House nha. Hôm nay thì cũng là tiếp tục phơi nắng nữa. Thì tối Hằng cho các con mặc đồ. Và bây giờ thì bắt đầu trời có nắng thì Hằng sẽ cởi đồ các con ra và cho các con tiếp tục phơi nắng. Ngày nào cũng như vậy hết á. Ngày nào mà không có nắng thì mình không có phơi, còn ngày nào mà có nắng thì mình ngày nào Hằng cũng phơi cho các con hết á. Giờ Hằng đang cởi đồ cho Si. Cả nhà thông cảm nha, Hằng có bàn tay à. Đó, Hằng đóng cái cửa hơi hơi, nó biết đường nó đẩy ra. Nhốt vô, một phải một đứa nhốt, một đứa ngoài thì mới trông được. Xì giờ biết rồi, tự động ra nằm. Các đốt nấm da của Xì đỡ rồi cả nhà. Nó không có nổi mụn đỏ lên nữa. Mỗi ngày Hằng đều tắm và phơi nắng cho các con, tắm sức thuốc và phơi nắng cho Si. Hy vọng là từ đây đến Tết Si sẽ khỏe để Si có lông ra tốt, lỗ tai nó cũng khô nè cả nhà. Mới đem ra có chút xíu nắng nó tắt rồi. Chào làm này cho cả nhà coi nha. Nó biết được ăn nó chọc nó nhảy ra được á, lớn chưa muốn nhảy rồi ta. Sao vậy? Mình sẽ ở ngoài tại vì Si mà vô trong mình sẽ la dữ lắm, mà nhà Hằng thì em út của Hằng làm việc tối lắm, khuya lắm, mà la thì nó ngủ không được, bởi vậy nên là Hằng thường Hằng cho Si ngoài Hằng giữ vậy. Nó nằm yên vậy thì em nằm đó. Còn cái chị kia thì chị không có chịu nằm yên nên là phải bỏ chị cho chuồng thì chị mới phơi nắng được. Bay ra. Đẹp cái nhà nó không có đỏ luôn. Ôi ôi cắn mẹ hả? Ơi. Sao ngày nào cũng phơi nắng nhỉ mẹ ơi. Phơi nắng lên này cho con. Giờ thì phơi nắng cỡ chừng bắt đầu 11 12 giờ trưa thì bắt đầu Hằng tắm thuốc. Đó. Cái tốt nó làm này. Nhưng mà nó chưa có ra lông thôi, như cái chỗ này là nó lành. Đây. Chỗ này nó vẫn còn có cái bớt lông là do là mình xịt thuốc á, chưa có khô. Làm đứng đi con. Sao dạ? Sao cứ lỗ tai dạ hả? Thôi đừng có liếm nó con, dơ ướt hết lông rồi nè. Đó, vừa ngục. La, lên đây. Ra kêu ra phơi nắng mà đâu phải kêu ra vô mở cửa vô nhà đâu. Kêu phơi nắng mà. Ra bên đây. Kêu đi ra đây phơi nắng mà nghe không? Mẹ ở đây nè. Nó kêu. Tự nhiên ra đây vô đó đứng nhảy. Đi ra đây phơi nắng. Không. Ở đây phơi nắng.
Ai biểu quậy quá chị bị nhốt. Nè, trốn đi. Trốn chạy nhanh lên, trốn đi. Nhanh. Trốn ra. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà xuống rồi bắt tôi giật cục hoài. Giật ngục thành công. Mẹ đâu? Mẹ ngồi đây mà đi kiếm ai? Có ai trong nhà đâu mở cửa? Vừa phải nắng vừa đánh lộn. Dạ. Đánh cho người mình luôn. Đau nha la, tự nhiên cắn mẹ hiền. Nè, la lô lô đi. Lô lô đi. Ngồi đây mà kiếm ai vậy? Có ai trong nhà đâu? Sao? Đây nằm nè. Đây nằm, nhớ lên, bái lên. À, khát nước hả? Ai biểu quýnh lộn chi khát nước? Vô uống nước nha. Đi, vô uống nước nè. Chào cả nhà đã đến với kênh Sheila Pet House nha. À, đây là cô La của Hằng mới được tắm rửa, chải lông sạch sẽ. Và bây giờ là Hằng chuẩn bị cho cô La ăn. Con đi xích ra đây mẹ mới thấy rồi đó, thằng Si thì nó được ăn rồi. Và nó đã được mang, Hằng cho mang một cái bảo hộ vô. Giáp rồi cũng còn vậy nữa con. Đó,
đó vậy đó. Giờ là tới lượt của La Si nó ăn xin rồi. Xin chào cả nhà luôn nha. Nếu mà bây giờ mà đây. Ăn bữa nay thịt heo với lại cái gì vậy? Có đang hả? Khoai tây. Khoai tây. Nếu mà bây giờ mà cho nó ăn thì nó không có ăn, tại giờ nó đang nổi máu rồi. Nên là giờ là nó ăn trước, Si ăn trước. Vậy đẹp cỡ gì? Cookie vậy. Si ăn trước, còn bây giờ La mới ăn nè, đó. Bây giờ coi vậy đó. Vậy nó con. Dạ có mỗi lần tắm rửa xong là vậy đó. Cứ để cho đẹp da rồi từ từ tính đi con. Ở chân tuột ra đó. Cái miếng đó là giống như là cái miếng mà khi mà mình đeo cái bỉm vô mà nếu mà mình đeo cái bỉm vô mà mình thấy nó mất thẩm mỹ cái bỉm á là mình sẽ quấn cái miếng này ở ngoài nhìn cho nó dễ thương. Đó nhưng mà cái này hằng không có đeo cái bỉm, hằng chỉ có quấn cái miếng đó lại giống như che bớt nó lại thôi. Trời cỡ mà lúc kỳ siêu nhân quận 12 nè, không có số. Anh Khanh cứ nói là xuống đây trời ơi. Một hiếp một bất cứ mà so về cái gì cũng được luôn. Hôm nay nè, hằng sẽ quay là cần cho cả nhà coi là cái này luôn á. Hôm nay là cô La ăn thịt heo luộc với khoai tây. Từ hồi mà Si bị nấm da thì La cũng phải ăn theo Si luôn. Chứ không lẽ giờ luộc hai món. Này đỡ rồi. Nên là bữa giờ là Si ăn thịt heo không bữa mà cả nhà. Si ăn thịt heo thì La cũng ăn thịt heo luôn. Mà ở đây á, ở thịt heo thì nó mắc hơn thịt gà nhiều. Ví dụ như hồi đó hằng mua 30.000 thịt gà thì ăn được 2 bữa, thì giờ thịt heo mình mua 40.000 có khi ăn không được 2 bữa nữa. Tắm rửa hai anh chị tắm rửa sạch sẽ. Dạ cởi này là khoái lắm. Hạnh phúc nhất của con là hả, hãy cởi cái này ra. Đã người ta vậy còn chọc nữa. Đó giờ đó, nếu mà cả nhà thấy không, nếu mà bây giờ mà cho hai đứa ăn cùng một lúc thì Si nó không có chịu ăn. Cái tâm trí nó nghĩ cái tới cái chuyện đó không, mà bởi vậy nên là hằng tắm Si trước, sấy cho Si trước xong rồi cho Si ăn trước. Rồi bắt đầu mới tắm La rồi mới cho La ăn. Đó. Wow. Mỗi đứa mỗi ý. Giống như La cũng vậy, mình vệ sinh tay cho La là khi mình tắm là mình vệ sinh tay. Còn nếu mà mình bình thường vậy mà mình kêu La đưa cái tay cho mình để mình vệ sinh tay là La không có chịu. Nhưng mà khi tắm là La ngồi im là mình sẽ vệ sinh tay cho La được. Đó. Mỗi đứa nó có mỗi cái ý riêng. Vợ cũng ăn cho ngon là bữa đó. Si không ăn khoai tây thì giờ La ăn cho của Si luôn, chứ còn Si là thịt là ăn hết. Hay lắm nha cả nhà, ví dụ để hai cái chén, hai cái phần đồ ăn xuống một lúc nha, mà Si mà chưa ăn vô là La không bao giờ ăn, La sẽ ngồi đợi cho Si, chỉ cần Si mà ăn vô một cái một là La đồ ăn liền, và hả Si mà ăn xong mà còn dư nhiêu là La dọn hết đó. Xong rồi La có thể là đem chén đi dẹp luôn, giống như đó nó nhưng mà dẹp không có đúng chỗ, ăn xong cái là cắn chén qua tùm lum luôn. Nhưng mà đặc biệt có một cái là giống như là La biết vậy, phải nhường Si giống như là đàn anh vậy đó, lúc nào phải đợi cho Si ăn vô cái trời không nhau hết rồi nè nha. Bắt đầu Sư Bình bỏ ra nha, cái nhà bắt đầu nha, nè 1 2 3 chuẩn bị sẵn sàng thằng ngon con chồng con nó kỳ quá con. Đó, bảo vệ bảo hộ hết rồi đó. Rồi.